Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Vietsake. Hôm nay chúng ta cùng đến tham quan một thị trấn nằm ở hướng Tây Nam tỉnh Phú Yên. Đó chính là thị trấn Hai Riêng thuộc huyện Sông Hinh. Sông Hinh là một trong ba huyện miền núi của tỉnh Phú Yên cùng với huyện Đồng Xuân và huyện Sơn Hòa. Đối với vùng đất Sông Hinh thì địa phương này có rất là nhiều cái nhất. Ví dụ như đây là địa phương có đỉnh núi cao nhất của Phú Yên, đó là núi Chư Ninh. Có hồ tự nhiên lớn nhất Phú Yên, đó chính là hồ Sông Hinh. Có thác đẹp nhất Phú Yên là thác Hờ Ly. Đây cũng là huyện miền núi có dân số thấp nhất Phú Yên, khoảng 51.000 người theo điều tra dân số vào năm 2019. Thị trấn Hai Riêng được thành lập vào năm 1989, cùng năm với thành lập thị trấn Phú Long. Và đây cũng là thị trấn sau cùng được thành lập ở miền núi Phú Yên. Nhưng trong tương lai thì không biết như thế nào, sẽ có thị trấn nào thành lập sắp tới đây. Đây là tuyến quốc lộ 29 kéo dài từ cảng Vũng Rô di chuyển đến khu vực tỉnh Đắk Lắk, có đi ngang qua địa phận thị trấn Hai Riêng. Hôm nay Việt có dịp di chuyển lên trên khu vực này và đã quay một đoạn clip giới thiệu về Hai Riêng để cho cả nhà mình cùng đón xem nhé. Dù nằm ở huyện miền núi có dân số thấp nhất của tỉnh Phú Yên, tuy vậy dân số của Hai Riêng không hề thấp tí nào. Đây là thị trấn có dân số đứng thứ 2 trên 6 thị trấn của Phú Yên, chỉ sau dân số của thị trấn Phú Thứ thuộc huyện Tây Hòa. Dân số của Hai Riêng theo tổng điều tra dân số năm 2019 là 11,2.000 người, trong khi đó dân số thị trấn Phú Thứ là 12,9.000 người. Các số liệu vừa rồi Việt đều lấy trên trang web của Tổng cục Thống kê Quốc gia. Nào chúng ta cùng bắt đầu khám phá thị trấn Hai Riêng thôi. Let's go! Keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose my sound. Do it like it's only
Trong hơn 10 phút vừa qua, các bạn thấy thị trấn Hai Riêng như thế nào? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Đây là một thị trấn đối với việc rất phát triển và rất đáng để đến tham quan. Hẹn gặp lại cả nhà ở một số video tiếp theo nhé.